nên mình trên đời mua cái tính năng tự động kết nối VPN khi có mạng cũng như là tự ngắt khi không có mạng. Ở đây mình không hề có VPN đang chạy mà mạng tắt, giờ mình sẽ mở mạng lên. Đó, VPN đã tự động connect và hôm nay á không khó connect, mình chỉ việc tắt đi rồi sau đó mở lại tự connect lại. Sau này các bạn ví dụ bạn dùng wifi đi, không wifi đi, cái mình đánh lên cái wifi thì bạn không cần 3G nữa, mình chỉ mở wifi lên, đó, có wifi là tức là mạng sẽ tự ngắt và VPN sẽ cũng ngắt kết nối luôn, bạn sẽ không phải chạy ngầm VPN ở đó là pin.